Everybody, welcome to Health Vơ Cà Tê. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health Vơ Cà Tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto. Lộn, đùa thôi. Đùa với anh em cho vui thôi. Chúng ta sẽ đến với con game đang hot hiện nay. Từ khi mà Health thấy con gì anime One Piece mà Luffy bản movie lên được hình ảnh Nika là thấy đang răng răng rộ rộ hiện nay nha các bạn ơi. Đó, và con này hôm rày Heo thấy cũng đang khá là hot nữa. View thấy cũng ổn. Đó là cũng hy vọng là anh em chiếu cố ha. Chịu khó cho Heo xin một like, hai like ha. Khi nào có server mới là Heo up lên cho anh em vào quẩy ha. Thông báo luôn cho anh em là game chuẩn bị có server mới. Và đây là con hải tặc màn hình đứng, có Android, có iOS. Mà iOS thì miễn phí, không cần phải mua chứng chỉ riêng gì ha. Nếu mà lâu lâu iOS vẫn còn bị này bị kia, nên là nếu mà có Android thì nó ngon hơn. Rau rau đầu vô thì các bạn ra chiêu mộ nè ha. Triệu hồi một con tướng rồi vô cho nó chạy full nãy, full nãy ải 5. Nhưng mà nó qua ải 1 thì các bạn chịu khó vào túi cắn ăn ship VIP để lên VIP 22. Để chi? Để mở cái rương này ra. Đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ chạy lên map 5 và chúng ta sẽ nhận được một đống hero. Rất nhiều hero. Tổng cộng là hơn 300 hero VIP nha các bạn. Những con tướng mới nhất hiện nay ha. Em còn nhớ ngày xưa Heo làm cái bản này là nó có những con kiểu như là Heo nhớ là ngày xưa nó có cái bản này nhưng mà nó ít tướng và có những con nói chung là cũng không được đẹp như bây giờ ha. Giờ game có mấy con tướng chân dài tới lách nè các bạn. Đây, chân này đúng dài là tới lách luôn nè. Đó, ok không? Rồi, ôi, rất nhiều. À đây, rất nhiều, rất ngon. Ok, đó. Hôm bơ liền. Hôm ngon tới giọt cuối cùng liền. Ok ha, rầu, rồi. À, mà khoan để cắn cái này lên cái. Để cắn đừng có cho nó quá 4.000 ha. Nó hơn 4.000 là nó mất nha các bạn. Đó, nên là tầm cỡ nhiêu đây thôi, 3.9, 4 tỷ là đẹp. Rồi, đến với thông tin server để nhận thêm quà ha. Chúng ta còn quà ở ngoài cốt nữa. Nhưng mà đây, game chuẩn bị có server mới. S46 nha các bạn, Smoothie. Đây, hải tặc chiến đấu phiên bản mới nhất hiện nay, miễn phí iOS, chính thức khai mở S46. Smoothie là cái con nhỏ mà cao cao, con của Big Mom đấy các bạn. Có cái tuyệt chiêu mà dắt người ra nước đây. Dắt không biết dắt chỗ nào mà nó ra nước đó các bạn ơi. Thời gian 10 giờ ngày 31 tháng 8 nha, ngày cuối cùng của tháng luôn. Website hải tặc chiến đấu tại iOS nè ha. Android chơi ổn định trên nền tảng iOS, Android và giả lập PC. Group Zalo. Lưu ý anh em chơi game để không bay à nè ha. Tỷ lệ nạp siêu rẻ, khuyến mãi 1000%, 100.000 Việt Nam đồng bằng 10.000 xu web. Momo Banking 100.000 bằng 8.400 xu web đối với hệ cao. Nạp đầu nhận 100.000. Ở gì? Nhà nạp 100 gì? Nạp đầu 100.000 nhận set 28 sao ha. Có 31 sao ở trên tích nạp web luôn. Nạp đầu 100.000 nhận code long tin và fan cứng mà không cần làm nhiệm vụ luôn. Quà tân thủ 150 triệu kim cương.
Z20 sao, Z21 sao, nhận quà lái xe VIP 22 nè hả, VIP 30 nè hả. Nhận full quà lái xe, tặng full tướng mới Bullet Abulo Anno Hawking, skin tướng mới nè, 5 tỷ bạc, 5 tỷ anh xếp tướng siêu cấp chiến trị, chiến kỹ, vé chiêu mộ nguyên tố hồn 9-10 sao, đá thức tỉnh thiên khải, thức tỉnh năng lượng, thức tỉnh thạch nè, có tất cả trên web. Rồi sự kiện long tinh lan xe tặng đủ 10 nhóm, tặng 3 set 21 sao, 11 triệu điểm A-Ship VIP lên VIP 30 luôn, 5 triệu kim cương, 500 triệu A-Ship tướng, 500 triệu Belly, 100 đá hức tỉnh năng lượng. Thời gian diễn ra sự kiện nè hả, đua top lực chiến, top 1 120 triệu kim cương, 4 bộ trang bị 28 sao, full 8 món, 40.000 rương Belly, 30.000 rương A-Ship tướng nè ha, 3 triệu cường hóa huấn luyện, 100 tinh diệu phù văn, 4.500 hức tỉnh năng lượng, 1.500 hức tỉnh thiên thải ha. Đó, ok đây. Ui thôi, chết, nhìn chị này chết chết. Rậu rồi. Vâng, vẫn còn em ở đây. Ta đang ở đâu đây? Xpress hả? Xpress là con rồi, đây, nó qua nè. Gặp Xpress là cái con cái con mà khủng long đó không? Làm tay say cho nhìn dáng đẹp ở bên Kaido đó đúng không? Nhớ không nằm là như thế. Rồi ôi, chắc hết cháp Wano rồi. Chắc cũng đến lúc là heo phải xem hết đây. Đọc truyện thì tới đảo trứng rồi các bạn ơi. Nhưng mà còn phim thì chưa, đi xem tới đó. Ok, rồi rồi, đó. Ok luôn, đó. Nhận luôn code lái xe đó đã. Lái xe anh em nhắn tin nhạc pin để lấy không xô được đâu. Rồi nhập code lái xe xong là nhận thêm được 11 triệu A-Ship và 5 triệu kim cương, rồi trang bị đồ nữa nè hả. Đâu rồi, đây. Ôi giời ơi, đây VIP 30. À, ở đây chúng ta có skin của Chopper, skin của Râu Trắng, Akainu, rồi Xuân Tóc Đỏ. Mấy con này thì phải chịu khó vô quay nguyên tố để lấy điểm hả? Ui, được 3.000 mấy. Ui, man, mới vô mà quay sơ sơ ngon vậy. Để đi quay thử ha. Cái skin của con Chopper là thấy nhiều anh em xài á. Tại vì đi đâu cũng thấy người ta xài Chopper hết rồi các bạn ơi. Biết Chopper có mạnh hay không thì heo không biết, nhưng mà anh em xài Chopper cũng đông lắm ha. Mà nhiều game là người ta xài Chopper để bút máu. Game bên này là có con là cái gì, Toki á. Trời ơi, tuyệt chiêu nó, ta nói quá ư là sặc sỡ luôn. Mà bút máu đâu cũng là lê lệ luôn. Chưa kể là có Zoro Wano nữa ha. Với lật đó, bút máu là Lo Wano. À, hai con nếu đều lô nên là heo hơi bị nhầm. Rồi, chó đỏ, ok, không biết là có ở ngoài đó hay chưa nữa ta. San thì ở bên này Râu Trắng, chỉ có chớp bờ bơ là bả nằm ở đâu ở bên này nè đúng không ta. Không biết phải con này không, nên lập luôn. Rồi đâu còn con chớp bơ nữa không, chắc không đâu nè. Đổi tướng nè, Yoro Bullet đồ nè hả. Rồi tùm lum tà le tà lo gì đó. Rồi, ok, đây chớp bờ bơ nè đó. Rồi chó đỏ nè, trời có một con luôn. Rồi ở đâu ở đây,
Ủa anh San nằm đâu hả ta? Ủa anh San không có bên này hả? Rồi bát râu trắng cũng không có đây luôn. U là trời. Quay vậy mà không ra luôn á. Thôi ok, đây râu trắng 45 điểm. Rồi râu trắng. Bát San nằm kế bên. Ok, vậy mình đi tìm vòng vòng. Rồi skin nạp 100.000 là chúng ta có skin vĩnh viễn luôn mà. Không cần xài skin Fage này cũng được. Skin này hình như có hạn. Đây. Rồi nhìn anh San lúc này đẹp hơn nè. Nhìn anh San bên kia hơi bị xấu. Đây cũng đẹp hơn nè ha. Rồi chó đỏ. Đây đúng màu đỏ là đẹp nè. Còn Jumper là như nằm bên này hả? Không, bên mũ vô. Đây. Rồi, mặc cho Jumper trước. Đó. Ô. Jumper. Rồi. Đây, bát San. Đó. Nhưng mà nhìn nó sao sao đúng không ta? Đây, râu trắng. Râu trắng thời còn trẻ ha. Ok, chó đỏ. Nhưng mà bây giờ nó thành chó trắng rồi. Đó. Rồi, giờ thì các bạn thích con nào thì nâng con đó lên thôi các bạn. Lô, rồi Yoro, rồi Kaido, rồi cũng có nè. Thích con nào thì mình bựa con đó mình đem vô thôi. Ủa, con Kaido này là nó không có đánh xong rồi chuyển hình dạng con rồng hả ta? Nếu mà có là cái đó nữa là ngon á. Cũng hơi đòi hỏi quá ha. Mấy bạn màn hình đứng như vậy mà kêu nó biến hình hình con rồng nữa thì cũng hơi bị quá lánh ha. Mặc áo vô. Sợ hơi trang bị anh nhiều lắm em ơi. Đây anh sẽ tạo à. Đó. Rồi ok, tạo ban. Ban chiến có mình này chiến với ai? Quên. Rồi đây, bỏ bạn thách đấu. Đấy. Kaido. Đây. Ok, đó. Một quả cầu lướt ngang qua hả? Này, đánh thường. Rồi, ủa hết mẹ nó rồi, nhanh như vậy. Oden đồ luôn, Oden là cũng bên này luôn đúng không ta? Đúng rồi, nè, Oden đồ luôn. Đó. Oden đồ. Chúc nâng con Toki lên luôn. Trong cái con mới là heo thấy có con nạo cá vàng là heo thấy là coi bộ là không có giá trị dinh dưỡng lắm ha. Có con đó là đem đi làm food được. Quên nữa, để nâng con này lên cái. Quên. Đây quay tướng siêu phê luôn. Đâu rồi, ở đây đúng không? Phải. Đây coi nè, quay tướng nè. Anh em nào xem tới khúc này rồi mới thấy phê đó. Uta, Katakuri, Uta, Roger, Zephyr. Ôi trời ơi, quay 10 lần mà 1, 2, 3, 4, 5 con. Rồi, quay 10 lần mà được 5 con năm sao rồi. Hào kinh độ đây luôn nè. Ôi, end luôn, bác end luôn. Lâu lắm rồi mới hay bác end. Đấy, tỷ lệ quay tướng cực ngon, cực cao ha. Đó, trời, Yamato luôn các bạn ơi. Ngại chưa? Yamato ở đây luôn. Đấy. Trời ơi, thơm vậy thôi chứ đó. Uta nữa nè. Ôi dồi, đem đi làm food con này đi. Ok, Zoro Wano. Wow. Ở đây mà chúng ta cũng có thể chiêu mộ được Zoro Wano à. Trời ơi à, con đó thấy hình như nhiều anh em chơi có thể là meta của game này luôn á. Ủa là trời, đây. Trời ơi, bác gõ một cái. Con chém một cái, biết sao nó lắc không? Tại vì cái chiêu lần đầu tiên là nó đánh là bị vậy đó. Để tí vô cho nó, các bạn thấy. Ủa, ôi dồi ôi, chiêu thứ hai nó cũng bị vậy. Thôi chúng ta coi lại lần nữa ha. Giờ là chắc nó hết bị giật rồi đó. Hồi giờ đó, thấy không? Đó. Cái chém lần đầu vô là bị dẹt, kiểu như là lót không kịp đó các bạn. Lần thứ hai là đó, nè. Đó, hình chữ gì đó. Đó, ok.
Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.